Các 2023 đã bắt đầu bằng một cú nổ lớn, mà đến chúng ta chơi lên trò chơi và cập nhật về trò chơi, và tất nhiên là cả trò chơi nữa. Nghe xin bắt phiên bản 3.4, âm văn và tấu. Hãy hát lên, ở nơi sương khói mơ màng. Hãy nhảy múa, ở nơi cắt bụi mịn mờ. Xe điệu xưa tan trong giấc ổ ký ức, chỉ có trong truyền thuyết là dòng nước vẫn trong vắt và đồng cỏ mãi xanh tươi. Honkai Star Rail có sự beta lần cuối. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, đội tàu Astro sẽ lại xuyên qua biển sau. Nghe kìa, tiếng còi tàu đã vang liên khúc dạo đầu rồi. Thế giới mới, sinh mệnh mới, câu chuyện mới đang chờ để bước chân của nhà khai phá. Bạn đã sẵn sàng bước vào hành trình khai phá mới chưa? Đăng ký tham gia có sự beta lần cuối. Hạt cát lên trần dân lao, tìm hiểu kỹ hơn về lối chơi của máy cát lên trần. Phát hành vào ngày 18/4, khai phá quần xã xuyên vật, kêu đốt chứa để phong báo và hiện họ gặp gỡ những người bạn mới và đồng tụ với đám đông quen thuộc, dẫn đến bạn bè của bạn và đối mặt với những chú heo con trong những trận chiến khốc liệt. Nhưng hãy lưu ý, chúng luôn chống trả. Mang trái thanh trời là trò chơi chiến lược hành động sẽ phải mắc vào ngày 18/4/2023 trên Xbox Game Pass, PC, Game Pass, Windows, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation, Steam và Nintendo Switch. Cuối cùng, đây là danh sách các trò chơi được khởi động năm 2023 của bản một cách mới mẻ. Genshin Impact phiên bản 3.4, Honkai Impact 3 phiên bản 6.3 và Bug Fable. Đó là tất cả cho một cái người tu là hàng tháng của tháng này và chúng ta mới bắt đầu. Để nhấn nút đăng ký YouTube và follow TikTok, hãy share cho lên nha. Hẹn gặp lại.